Hi, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay lại với kênh F Channel. Tuần trước mình có review về bé Chogokin Bugman mà dạng robot ở trong Super Robot Tyson DD á, là cái bé này nè. Đấy. Thì hôm nay mình sẽ review về SH Figure Bugman. Đây là nhân vật Bugman luôn nha. Đây là nhân vật Bugman luôn, không phải robot của mẹ bé của nó. Cho nên nó khác. Và thật sự sản phẩm này thì là nhựa. Ok thì cũng không có nói gì nhiều, nhưng mà có điều cái thiết kế mình thích ghê á, ở chỗ là đây nè, kiểu như là mấy cái món đồ chơi á, treo ở bên Mỹ á, nhìn rất là hay, bóc ạt thì thiệt luôn á, phải gọi là không có cái chỗ nào để chê luôn. Cái bóc ạt thiết kế rất là hay nha, màu vàng chủ đạo của nhân vật Batman, và đây nè, những cái đường kẻ đường line và những cái ô chấm chấm này nè là Batman nó ăn cái này nè, và có cả con phản diện với lại cái item mà ăn vào nó búp sức mạnh á. Ừ. Thì đây bây giờ mình sẽ đi vào nhá, thì tổng quan của cái con hộp này nè. Phía trước này chúng ta nhìn nè. Đấy. Đây các bạn nhìn nè, thấy không? Đấy, 15 tuổi trở lên nhá, và logo Bandai màu xanh lá cài, màu xanh nước biển, một lũ màu xanh xanh dương á. Đây là logo Batman, logo gọi là thương hiệu luôn á. Đây SH Figure. Ừ. Ồ, vẫn không ghi năm ta. Sao kỳ vậy ta? Kỳ này có vẻ chơi không ghi năm luôn. Đây, ở đây là mặt bên phải. Cái các bạn đợi nha, cái chỗ này thì nhém, nhưng mà riêng cái hình của Batman á, cái hình mà hình Batman thì nó bóng nha các bạn. Đây nha, SH Figure Standard Action Fit đây nè. Đây là nó ghi nè. Đấy. Chữ nè. Ừ. Đây phía mặt bên trái cũng vậy nha, chỗ này thì nhám nhưng mà cái hình của Batman nó bóng. Ừ. Và ở đây là chúng ta có là phía sau của thanh niên này đấy, một số boss cơ bản. Ừ. Ok ha, thì bây giờ chúng ta sẽ khui hộp ra để coi thử trong này có gì nhé. Wow, sạch sẽ và đẹp luôn, mình phải gọi là vậy. Được thiết kế đây nhá, chúng ta gồm có là một hai ba bàn tay thay thế, một cái tầm trái gì cherry, đây là một cái phản diện, và đây là một cái face như đang cười đám nhiều mắt á. Nhìn cũng hay mà. Giờ mình sẽ thay nha, mình sẽ mở lên coi nha, coi thử vì sao sản phẩm này lại bán không được chạy ha. Ô, nhẹ tớn à, nhẹ lắm luôn á. Ồ, và chúng ta cái khớp của nó sẽ như thế này nè các bạn, cái khớp nó là nó sẽ có cái độ trượt ở dưới đây nè. Đấy các bạn nhìn nè, trượt nè, trượt nè, đấy trượt trượt nè đó. Đây cái lỗ, đây là cái lỗ chắc lỗ để cắm bay cái thắt ép á. Đây nhưng mà không thể nào bị, với các bạn muốn bị chân ngang là các bạn phải như thế này nè. Ừ. Bạn muốn bị chân ngang là các bạn phải bẻ, phải xoay vòng qua nha, hơi bất tiện tí á. Đây nè, đấy chân đặt dễ thế. Ô thì coi như tương tự thì cái chân bên này cũng vậy luôn nha. Ừ. Khớp trượt nè, nhìn cũng khá là hay ha. Ừ. Đây đây là cái khớp tay, khớp S đây nè. Ừ. Nhìn nè, trông cũng khá là mắc cười, không có cao lắm đâu nha, cũng khá là lùn á, nhưng mà các bạn nhìn nè, cái cũng nhìn giống như quả tim á, nhìn trái tim á, nhìn cưng ghê. Đây là khung mắt, à mắt này màu đen vậy mà nó nổi lên nha, cái này là cái lông mi nè, lông mày phía sau không có gì cả nhé. Và cái đây là cái tay này, thế bây giờ chúng ta mở tách mặt ra nè. Ok, chúng ta sẽ lấy item thay thế, đó là cái mặt này gắn vô, gắn cho đúng khớp nha các bạn, có nhiều khớp này gắn y chang nha, chứ đừng có gắn trật, gắn trật cái là ấy easy luôn. Bây giờ mình sẽ thay nhá, mình sẽ thay một cái bàn tay, đó là mình sẽ thay cái bàn tay này. Ừ. Không, nhìn nè, không giờ cái bàn tay này mình để cái bàn tay chìa ra nữa. Ừ. Xòe ra, bàn tay xòe ra mình sẽ bắt đầu để ở đây. Úi cha. Ừ. Ừ, các bạn nhìn nè, thấy không? Ừ. Đấy. Thì ở đây chúng ta thì sao cầm, đó là cầm cái này nè.
Ôi chà, đó, cầm cái này, item này, các bạn nhìn là làm theo phong cách pixel á, nhìn nó rất là mượt mà, rất là đẹp nha. Ê, như cái chỗ này nó lởm, chỗ màu đen nó lởm vô á. Nè các bạn nhìn này, có đồ sâu nè, màu đen là lởm vô, hèn chi. À, rồi, ok. Thì ở đây chúng ta sẽ có là thêm cái này nữa. Còn phản diện, diện là cũng được làm vẽ theo với lại in khối theo đó, là cái phong cách pixel đó, cái pixel nhìn nó rất là đẹp luôn, nhìn cái khối rất là chắc. Phía sau thì chúng ta có một cái lỗ để cái bài để cho cái SHF, cái bay SHF nó cắm vào nè. Nè các bạn nhìn thấy không, đây nè, hình như là cái này cũng có nha, này cũng có. Đấy, ở đây còn thêm một cái bàn tay này xoay ra nữa. Này nè, hai bên nè đều nè. Nhìn nè, ok ha, nhìn mấy phích này có vẻ đơn giản quá ha, không có gọi là nó không có cái để review nhiều á. Ví dụ như SHF, ví dụ Camin rồi chúng ta còn nói được, còn đây thì các bạn nhìn là nó cũng chẳng có gì. Ví dụ như đôi giày thì màu đỏ, cái này thì màu vàng, găng tay thì là cái màu hơi cam cam tí, nhưng mà bù lại nó thiệt ra thì nhìn rất là dễ thương. Nếu chúng ta nếu mà mua về á để trưng trên bàn á thì theo mình nghĩ thì ok, với cái tầm giá tầm chừng 450 đến 500 ngàn cho một mô hình như thế này thì mình nghĩ không thành vấn đề. Hiện tại thì nó đang ở mức giá đó, lúc mới ra giá cũng khá là cao, 8-900, còn bây giờ thì nó đã rớt, mà trong tương lai thì mình không biết nha, trong tương lai thì không biết nó sẽ như thế nào cả, ai đoán đâu. Nhưng mà phải công nhận một điều là nhìn rất là đẹp, nhìn ok. Thì bây giờ nói thiệt ra luôn thì theo mình thấy thì SHFG bây giờ á, nó kiểu như là nó đã đa dạng hơn hồi xưa, thay vì tập trung vào một hai dòng cả tokusatsu thì họ đã đa dạng hơn hồi xưa rất là nhiều. Thì đây là một trong những cái mà phải gọi là khá là đặc biệt, đổi mới. Cũng giống như Doraemon á, thì cái bàn tay hình như là có cái 500 hết á mới cầm được những cái món bửu bối. Thì nhân vật này thì nó tròn xoay vậy. Bù lại biên độ khớp nó rất là ok luôn nha các bạn, khớp đẹp lắm á, khớp mượt nè, các bạn nhìn nè, thấy không, khớp rất là mượt. Đá lên cái yếu. Thì nếu như theo cảm quan của mình thì mình đánh giá bé này được 8 điểm hơn đó, tại vì đẹp quá. Nó không phải đẹp mà kiểu giống như là nó làm nó khá là tinh tế, không màu mè, không gì nhiều, cũng không phải là quá giá, cũng không phải gọi là quá ư gọi là cao. Mình không biết các bạn nghĩ sao chứ theo mình thì mình thấy đây là một sản phẩm khá là ok. Đó là tất nhiên, đó là với mình thôi nha. Ok thì clip đến đây là cũng kết thúc. Thì nếu như có gì góp ý thì hy vọng các bạn cứ góp ý cho mình, comment ở dưới nha. Nếu được thì like, share và subscribe giúp mình để mình có thêm động lực để làm những clip sau. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Bye.